phục sanh. Xin trân trọng được giới thiệu, bên tay trái của trọng tài là Đỗ Hòa đã nhất thắng ở giải nhất, mang trang phục đó. Bên tay phải của trọng tài là Đỗ Nguyễn Thị Trang, Hà Nội. Xin theo. Trọng tài chú ý, hai đô chú ý theo lệnh chống của trọng tài xe đài. Đây là trận đấu của giải 2, trận thứ 2 của giải nhất. Trận thứ 2 của giải nhất, tôi xin thông báo để bà con nắm được. Hai đô chú ý, trọng tài chú ý, trận đấu bắt đầu. Là trận đấu của giải nhất, Đỗ Hòa đã nhất thắng. Trong trận này, Đỗ Hòa có giữ được giải hay không? Một bộ phận cơ thể đã ra khỏi sới. Mời hai đô vào giữa sới. Hai đô tiếp tục. Mời hai đô vào giữa sới tiếp tục thi đấu. Hai đô vào giữa sới. Hai đô tiếp tục. Thì quý vị cho một tràng máu tay để hai đô thi đấu tích cực hơn ạ. Một bộ phận đã ra khỏi sới, hai đô vào giữa sới, tiếp tục thi đấu ở tư thế đứng. Hai đô tiếp tục.
vào giữa sới. Hai đô tiếp tục. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay. Cố lên. Giữa sới. Hai đô tạm thời giải lao. Lèo số 37 đô thôn Trương Xá, thị trấn Hồ. Xin mời đô Nguyễn Văn Mùi chạm lộ gặp. Đây là trận 2 của giải nhất lữ giữa đô Hòa trang phục đỏ đã nhất thắng. Đô Trang Hà Nội trang phục xanh xin theo. Hai đô chú ý, trận đấu tiếp tục. Trọng tài nhắc hai đô thi đấu tích cực. Xin quý vị một tràng pháo tay để chúc mừng hai đội đang thi đấu rất tích cực. Công bố kết quả. Ở hiệp thứ 3 vào hồi 45 giây, Đô Hòa đã giành chiến thắng trước Đô Trang. Đề nghị cho một tràng pháo tay để động viên hai đô. Vâng, như vậy đội Diễn Thị Hòa Bắc Giang đã nhị thắng.
ngoài chưa? Ra ngoài hết mẹ. Đồ hoàng.